thể định vị được, nghe gọi được. Mình mua trên Shopee với giá là 400.000. Sản phẩm này có tên là Y92 nhé. Em mình có hai nhóc cho nên mình mua hai cái luôn cho hai bé. Trông thì nó hơi to một tí nhỉ, có giá rẻ mà. Đầu tiên là mình mua cho bạn lớn nhà mình thì khá là rẻ, hay và bạn ấy dùng được khoảng nửa năm rồi, thấy nó không vấn đề gì cả, chống nước được luôn. Mình chưa ngâm thử nước đâu nhưng mà đi mưa thì rất là thoải mái luôn, chơi thể thao được. Mình mua cho cái bạn lớn nhà mình khá là bền, nhưng mà mua một cái nữa cho bạn nhỏ nhà mình. Bạn nhỏ nhà mình dùng được lâu phết rồi đấy, hơn một tháng, thấy khá ok. Review lại cho các bạn xem nhé. Thì nếu mà với một cái đồng hồ chính hãng thì giá thành nó có thể gấp đôi gấp ba, mà mình thấy cái này ok, 400.000 dùng được. Rồi mình sẽ nói nhanh về các tính năng của nó nhé. Thì đầu tiên là cái thiết kế đi, khá là dày, hơi nặng so với một bạn nhỏ. Màu sắc thì mình thấy là ok, đẹp bắt mắt. Cái dây này khá là mềm nhá, nguồn nha, khe mà các bạn lắp sim này. Còn đây là cái cổng cổng sạc này. Cổng sạc này đáng tiếc một tí, nó chỉ là cổng sạc micro USB thôi. Mình thấy là con nhà mình dùng 2 ngày mình phải sạc lại một lần cho con mình. Và nhìn giao diện đồng hồ này, đấy, màn hình cảm ứng luôn này. Muốn đấy thì phút nhanh này, có cả trò chơi này, bách ra này, rồi đèn pin này, on off ở đây này, đấy mã đăng ký này. Thì khi mà các bạn lắp đúng sim vào rồi ấy, thì nó sẽ hiện những cái số ở dưới này nhé, còn nếu không nó chỉ hiện là các cái số không thôi. Ngôn ngữ thì có tiếng Việt này, quay số này thì các bạn có thể đấy, có thể quay số ở đây này, danh bạ này. Đấy, nó có thể lưu được 10 số trong danh bạ. Đấy, sẽ lưu những cái số quan trọng này. Và cuối cùng là máy ảnh. Đó. Cái nút này này, các bạn có thể ấn tịt giữ trong vòng vài giây ý, thì nó sẽ là chế độ cuộc gọi khẩn cấp nhé. Thì nó sẽ gọi cho những cái số ưu tiên, nó sẽ ưu tiên 3 số, ví dụ là gọi cho bố này, gọi cho mẹ này. Đấy, gọi cho ba người quan trọng nhất. Đây mình sẽ gọi thử xem nào. Alo. 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 Bố đây. Bố đây. Rồi. Rồi. Mình sẽ test mic nhé. Alo. 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 Đấy. Mic đấy. Thì cái này khả năng nghe gọi rất là ok nhé. Đấy, thì cái tính năng SOS mà mình vừa nói thì mình sẽ lưu 3 số. Thì ví dụ khi mà gọi nó sẽ ưu tiên cái số thứ nhất đầu tiên, số thứ nhất đầu tiên không nhấc máy thì ngay lập tức nó sẽ chuyển luôn sang số thứ hai. Mà số thứ hai giả sử cũng hết pin hoặc không bắt máy thì nó sẽ tiếp tục chuyển sang số thứ ba. Mà trẻ con nhiều khi là bé chưa biết bấm số, nó không thể nhớ được số danh bạ của bố mẹ. Chỉ cần một thao tác bấm thôi là các con có thể gọi được cho người thân. App của nó này có thể dùng cho cả iPhone lẫn Android luôn. Rồi mình đã cài rồi, mình cài sẵn rồi đấy. Thì cái này nó của tàu mà nó hay hiện lên những cái quảng cáo hơi khó chịu tí, phải chấp nhận thôi. Có thể định vị con mình ở đâu nhá. Nó có thể quản lý được nhiều cái đồng hồ trên cùng một cái app nhá. Đây ví dụ đây mình đang có hai cái đồng hồ này. Đấy. Và các bạn cũng có thể một cái đồng hồ các bạn có thể cài một hoặc là vài cái điện thoại khác để cùng quản lý nhá. Hai SOS gia đình này. Đây mình lưu được 3 số này. Mình có thể đảo thứ tự ưu tiên ở đây nhá, mình có thể sửa edit ở đây nhá. Đây cái chế độ SOS đấy. Đây là cái phần thưởng mà làm được việc tốt thì mình cộng cho 1 sao hoặc 2 sao. Đấy mình có thể cùng con chơi các cái trò chơi nào đấy, xong đó mình cộng sao cũng xếp để khích lệ tinh thần. Báo thức thì báo thức thì không nói này. Đây tìm kiếm thiết bị. Cái đồng hồ mà mình để đâu mình không biết ấy, mình có thể ấn vào tìm kiếm thiết bị. Chắc luôn là cái đồng hồ nó sẽ kêu lên. Đấy, nó sẽ kêu lên như này này. Máy ảnh từ xa cái này hay lắm nhá. Các bạn muốn giám sát con mình, nói chung là cũng không nên giám sát con, nhưng mà ý là khi mà mình đã nghi ngờ ấy, mà mình thấy là ví dụ các bạn có những cái bạn mà đang hay nói dối nhiều ấy, hay bỏ hóng đi chơi ấy, thì mình có thể dùng cái chức năng là chụp ảnh từ xa mà con mình không biết nhá. Con mình đi lạc, mình bảo con dơ lên con chụp cái biển ở đâu đấy, ở cái đường nào đấy mà con mình không biết, nhiều khi nhỏ không biết thì mình có thể yêu cầu hướng dẫn con mình gọi điện, mình hướng dẫn con mình để chụp lại cái hình ảnh xung quanh.
anh mình nói thì trường hợp xấu nhất là bắt cóc bắt keo gì đấy thì mình không nói. Đó. Cái chức năng từ chối cuộc gọi lạ cũng hay này. Bật cái tính năng này lên là để tránh con mình bị làm phiền, với thứ hai là bảo vệ con mình. Mình không cho các cái cuộc là gọi mà ngoài danh bạ mà mình đã cài đặt để có thể gọi được cái số điện thoại này. Đấy, ngoài cái chế độ mà mình tự chụp ảnh ấy thì cái chế độ giọng nói này khá hay nhá. Đây, chế độ giọng nói khá hay này. Là khi mình sử dụng chế độ này này. Đó, mình sử dụng chế độ này, mình nhập cái số điện thoại, ví dụ số điện thoại của mình này. Đó, mình nhập số điện thoại và mình gửi đi thì số điện thoại trên đồng hồ ấy nó sẽ tự gọi vào cái số mà mình gửi đi này, mà con mình đeo đồng hồ không phát hiện được là con mình đang gọi lại cho mình. Khi mà sử dụng tính năng này là cái số từ cái đồng hồ ấy, giả sử là con mình ấy đang đeo đồng hồ ấy gọi lại cho mình chứ không phải mình gọi cho con mình nhé, cho nên là con mình sẽ không phát hiện ra được là có cuộc gọi đến và mình có thể nghe lén được. Và chính xác là một chức năng nghe lén phòng trường hợp là ví dụ phát hiện nói dối hoặc là bị kẻ xấu bắt cóc hay gì đấy, hoặc đi lạc đường bị kẻ xấu bắt cóc như là đấy, mình có thể nghe được mà đầu dây bên kia không biết nhé. Khá là hay. Cuối cùng là cái tính năng định vị. Định vị thì các bạn phải sim, các bạn phải có dữ liệu 4G nhá. Thì mình thấy là cái tính năng định vị này này nó không được chính xác lắm đâu. Test thực tế cả hai cái đồng hồ của con mình ấy thì nó có sai số đến một vài trăm mét ấy. Thỉnh thoảng thì nó lại đúng. Đấy, không biết là ở những cái chỗ mà nó quang đãng thì nó sẽ chính xác hơn. Nhưng mà nó cũng không hoàn toàn vô nghĩa nhá. Ví dụ mình cũng có thể biết được là ví dụ mình đi làm cũng biết là con mình nó vẫn đang trong cái khu vực này, nó không đi quá xa. Với cái giá này thì mình cũng không thể đòi hỏi hơn được. Để mà đầu tư cho con cái một cái đồng hồ mà để sử dụng hàng ngày, ngoài cái chức năng bảo vệ con mình tránh những cái xấu ra, hay là có nhiều phụ huynh muốn theo dõi các thứ, thì cái mà mình thấy là quan trọng nhất ấy, của cái đồng hồ như này này là cái tính năng liên lạc. Đấy, nhiều khi mà bố mẹ mà quên không đón con đi học ấy, các con đi học mà về sớm hoặc là về trễ gì đấy thì các con có thể chủ động gọi cho bố mẹ để bố mẹ đến đón đúng giờ. Các con bị ốm, bị đau, bị mệt có thể chủ động gọi cho bố mẹ. Lạc đường là nhất thì mình không nói, đấy là những trường hợp sự cố xảy ra, nhưng mà cái việc hàng ngày là các con có thể xem giờ, quản lý thời gian. Thì đây là một cái đồng hồ rất là hay, mà quan trọng nhất là nó rẻ, thì các bạn cũng có thể cân nhắc để đầu tư. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.